Hello tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là quốc lộ 1A hướng đi đèo Cả. Thì đèo Cả một trong những con đèo dài 12-13 km. Thì thời gian này mình đã đi tối rồi nên mình quyết định vượt đèo. Mà đèo Cả thì phía đường đèo mình thì được cho phép chạy xe, mô tô, xe máy. Mà còn đường hầm thì chúng ta không được phép chạy, bởi đơn giản cấm xe hai bánh. Và khoảng này là lúc khoảng 8 giờ mấy rồi, gần 9 giờ rồi. Mình quyết định vượt đèo trong đêm bởi đơn giản vì thời gian này mình kiếm không ra cái nhà nghỉ nào cả, vì độc hành một mình mà. Khoảng này là Tết khoảng Tết âm lịch. Mình thực sự nói chuyện không được lưu loát và thanh thoát như người ta, bởi đơn giản thì mình ít nói chuyện nên mình không thể nào mà để nói dài dòng, không dài dòng nữa. Thì mình đi một mình, độc hành một mình, đi từ phía quê mình, từ Đông Giang, và từ Đông Giang xuống Đà Nẵng, rồi đi ra Quảng Ngãi, Bình Định, rồi Phú Yên. Đèo Cả thì giáp ranh với Phú Yên với tỉnh Khánh Hòa. Thì thời gian buổi tối rồi, đường xa rất là vắng xe, nhất là đi lên đèo thì thực sự rất là nguy hiểm. Mình thì khuyên tất cả các anh em đừng như mình, vì đây là chỉ một mình đi. Nếu như có trường hợp gì xảy ra thì lúc đó mình không biết nghĩ như thế nào nữa, và không biết xử lý như thế nào nữa. Thì lâu lâu mình thấy chiếc xe lớn chạy ngang qua, hay là chiếc xe máy. Còn lên đỉnh đèo thì nó vắng, rất là vắng lắm luôn. Đôi khi mình tự nghĩ rằng tại sao mình có thể vượt trong đêm tối như này được. Thì mình suy nghĩ rất là kỹ rồi, mình không thể nào ở lại, tại vì mình đi thời gian này mình đi để tranh thủ thời gian, để uống thời gian sớm nhất để đến nơi mình sống và làm việc. Video của mình thực hiện thì chỉ những con đường và những khung cảnh bên ngoài thôi. Thật sự mà nói mình không biết quay những video, những thức phim nào hay cho tất cả các anh em cùng xem. Thì quá trình này mình đi thì đoạn này đến này cũng mình có thấy một số anh em vẫn vượt đèo. Đây là ví dụ như một chiếc xe máy này, chiếc mô tô. Nhưng mà người dân địa phương thì ít qua lại vào ban đêm lắm, vì mình cần thiết đi nên mình mới đi thôi, chứ mình không muốn liều như vậy được. Cảm giác này là rất là lạnh, cảm giác hai bên chỉ có tiếng gió ù ù bên tai. Thì mình chạy chỉ tốc độ khoảng 50-60 thôi, còn tối thui quá mình giảm tốc độ lại. Thì mất bao lâu để vượt con đèo này? Ban đêm thì khả năng xử lý và quan sát những hình ảnh trên cung đường không thực sự tốt bằng ban ngày được. Mình mong và hy vọng tất cả các anh em, mọi người không nên thực hiện, bởi nó cực kỳ nguy hiểm.
đoạn này chưa tới chân đèo đâu. Đến một đoạn nữa. Một đoạn nữa chúng ta sẽ bắt đầu lên đèo. Khi mình xem lại video này thực sự một cảm xúc không thể nào mà tả được. Vì lúc ấy nó là khác như bây giờ. Mình xem lại đi. Và cảm giác thì đây đến tới đoạn này là đến đèo rồi. Phía trước mình là một chiếc xe hai bánh chạy có khoảng cách chậm chậm thôi, mình không dám chạy nhanh. Cảm thấy thật ấm lòng khi có một chiếc xe cùng đi với mình. Đây là đèo cả, từ chân đèo chạy lên. Một mình đi cũng cảm thấy buồn, nhưng không biết phải làm sao, vì chả có ai để mình đi với mình cả. Thì mình thích những chuyến đi độc hành như thế này, nhưng có điều thực sự rất là nguy hiểm. Chúng ta ai ai cũng muốn đi đâu đi đó, đi nhiều nơi khám phá nhiều chỗ, nhưng mình nghĩ rằng chỉ có những người có điều kiện và thời gian mình mới đi được thôi. Còn những người không có điều kiện như mình thì mình không thể nào đi được. Và đoạn này mình quyết định vượt chiếc xe này. Mình chờ nó, chờ chiếc xe và mình vượt phía bên tay trái. Mình khuyến khích anh em không nên vượt xe lớn ở phía tay phải. Thực sự rất là nguy hiểm và tầm quan sát của nó không được thực sự tốt, nên anh em có vượt xa lớn thì anh em khuyên anh em là nên vượt bên phải là tốt nhất. Và những khi vượt bên trái thì có thể được, nhưng mà với những con đường rộng lớn kia chúng ta mới. Và mình quyết định vượt xe lớn này, xe bánh này. Khi tới đoạn này rồi thì cảm giác nó rất là lạnh, bởi cung đường này vắng tanh. Hai bên đường chỉ có những cây xanh đồi núi thôi. Cái con đèo này ban ngày chúng ta quan sát thực sự rất là đẹp lắm luôn, vì phía trên là có những núi đá, cây cỏ xanh lá, và phía dưới cỏ rất là đẹp, có biển. Chuyến đi này là một chuyến hành trình đi và về quê của mình. Có nhiều anh em nghĩ rằng mình đi chơi, đi phượt này nọ, vân vân. Nhưng thực ra không phải, đơn giản là vì mình khoảng thời gian mình chỉ được về quê thăm gia đình người thân. Bởi vì mình sáng những ngày cận Tết mình mới được cho về. Nếu như mình đặt vé xe trước thì mình không thể nào mà hẹn đúng ngày đó để mình đi về. Bởi công ty mình nó quy định nhiều thứ rất vui lắm anh em ạ. Nhiều khi làm khu công nghiệp cũng gò bó về thời gian và không gian khoảng cách. Có những lúc mình thức đêm 12 giờ đồng hồ. Một khoảng thời gian đó mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Thì làm đêm mà đâu có sung sướng được gì đâu. Mình nói sơ sơ về con đường đèo này. Thì hàng năm mình thường thường chạy bằng xe máy, xe bánh ra. Và tuyến đường của đi của mình bắt đầu từ Bình Dương ra tới Đà Nẵng lận. Với đoạn đường đó thì các anh em nghĩ có quãng đường có rất là xa hay không? Đi và về thì khoảng 2.000 km. Với một chiếc xe phổ thông bình thường như mình liệu có chạy nổi không? Thực sự mình nói chạy được anh em ạ. Mình về nhà thì mất
2 ngày để mà có thể hoàn thành được cái đường đi, quãng đường đi xa như mình vậy. Phía trước mình là một chiếc xe hay mô tô. Thật sự mình cảm thấy ấm áp lắm khi có một chiếc xe đồng hành với mình, mặc dù mình không quen biết. Vì độc hành một mình thì nếu thấy ai đó thì mình vẫy tay xin chào hay là hỏi thăm. Nhưng mà đang chạy trên tuyến đường này thì không thể nào mà hỏi được. Thì xe của mình không có lắp đèn trợ sáng vì mình sợ tốn, không phải tốn tiền mà là sợ đủ thứ tùm lum, ví dụ như nó sẽ cắt dây thay thế lắp ráp tùm lum, nó làm mất đi cái gì mình không thể diễn nói bằng lời được, vì nó cắt dây tùm lum từ lưa rồi nó đổ qua đổ lại, nên mình quyết định chỉ gắn đèn led. Đèn led này thì cũng sáng, nhưng mà do cái khoảng này là mình đi nhiều, cái ắc quy của mình nó bị hư rồi, xài mấy năm trời rồi, nên mình khi mình bật đèn sinh nhan lên là cái đèn led của mình nó giảm ánh sáng đi. Thực sự rất là sợ. Mình sợ nhất là khi đi đoạn này là nó tự nhiên nó lại tắt cái đèn, thì lúc đó mình không biết xử lý như thế nào nữa. Không lẽ mình bật xi nhan để mà đi. Mình nói khuyến khích anh em không nên thực hiện những video như thế này. Đấy là một thử thách của mình. Thật sự mình cảm xúc lắm, lo lắm, nhưng rồi mình cố gắng chạy qua để mà có thể hoàn thành được cái con đường mình đã đi. Với một chiếc xe road bình thường như mình, liệu có chạy nổi được 2.000 thì mình có thể thực hiện được quãng đường này rất là xa. Lâu lâu thì thấy một chiếc xe lớn rồi chiếc xe máy chạy ngang qua, nhưng mà tới khúc này thì cái đèn đến đây thì cảm giác nó lạnh người, lạnh sống lưng. Hai bên tối thui, chỉ có những vạch kẻ đường và những cái tấm biển báo nó chói sáng khi có đèn. Camera của mình quay thực sự không được tốt, không được thu âm thì nó không cảm giác nó như có cái gì đó nó sự thực sự mà ổn định được. Có thể các anh em thấy trên màn hình nó tối thui, nhưng thực tế này ở ngoài thì nó thui rất là sáng. Cũng do một phần cái camera mình đặt thấp quá nên mình chưa chỉnh được cái góc quay của nó, nên nó không thể trực tiếp thu được ánh sáng tốt hơn được. Nó chỉ là dòng camera bình thường của hãng Exicam. Mình chỉ mong rằng cái đoạn này mình sẽ chạy nhanh, thật sự nhanh để mà đi đến sang bên kia là của tỉnh Khánh Hòa rồi. Khi mà chạy tới đoạn này thì chỉ có những cái vạch kẻ đường và những biển báo nguy hiểm. Các anh em đã từng đi phượt thời với quãng đường dài chưa? Hay là về quê với quãng đường dài chưa? Thì mình đã từng đi rồi đó, cũng lâu rồi, và mình muốn quay trở lại.
Thì nếu gì mình có thể trở lại cái thời mà còn trẻ, trẻ hơn người tuổi nữa, mình đủ sức khỏe để mà đi, để mà khám phá những cung đường, những đoạn đường mới. Nhưng mà không sao, ai ai rồi cũng phải lớn lên thôi, ai ai rồi cũng phải già thôi. Và đây là một quỹ niệm, một hành trình của mình đọng rất nhiều cảm xúc và những âu lo. Khi mình quyết định đặt chân vượt đèo trong đêm thì mình cảm thấy lo lo rồi. Nhưng mà nếu mình sợ, nếu như mình phải dùng từ nếu như mình sợ thì mình không dám đi đâu. Chỉ có một cái bản lĩnh vượt qua được cái đoạn đường này mình mới dám đi. Như các anh em đã biết thì video của mình toàn những video về đường phố và khung cảnh ngoại cảnh bên ngoài. Để mà quay được những video như đó thì mình đi với những quãng đường, nhiều đoạn đường lắm, nhiều khung cảnh khác nhau. Và khi mà mình quyết định thực hiện một chuyến đi là mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều thứ, đồ đạc linh tinh. Nhưng mà mình về đường quãng đường xa thì mình chưa lần nào mà chuẩn bị cái đồ nghề về sửa xe hay là đấy. Tới đoạn này thì mình cảm giác như cái đèn của mình nó nhấp nháy, mình sợ nó bị cháy giữa đường thì mình nguy to. Cảm giác rất là lạnh lắm anh em ạ. Đôi khi mình tự hỏi lòng mình tại sao mình có thể thực hiện một chuyến đi mà đi đêm như thế này, vừa mất an toàn cho chính mình. Nếu như có một trường hợp nào xảy ra thì lúc đó mình không biết xử lý như thế nào nữa. Và mình cầu mong cho mình được bình an vượt qua một con đường này để mình có thể đi đến nơi mình cần đến. Thì lâu lâu mình mới thấy một chiếc xe, vài chiếc xe lớn chạy ngang qua, và phía sau lưng của mình chỉ có những bóng tối và những khung cảnh đèn tối thôi hai bên đường. Phía trước chỉ là một vài chiếc xe máy vượt đèo trong đêm. Các anh em cảm giác như thế nào và cảm nhận như thế nào vì video này? Thì mình cảm nhận rất là nhiều thứ, mình không thể nào diễn tả cảm xúc của mình bằng lời nói được. Thì tới đoạn này thì cũng sắp gần đến địa phận tỉnh Khánh Hòa rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì mình có thể đến địa phận tỉnh Khánh Hòa. Nguy hiểm thực sự khi mà đi đêm các anh em ạ. Mình ước gì mình không có nhiều. Mình ước gì mình có công việc nào ổn định đó ở quê hương, ở nhà, chứ không phải đi làm xa và đi những con đường xa xa như vậy. Nên thật sự nói thì rất là dài dòng lắm luôn. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói của mình nói ra đây là một tâm trạng, một suy nghĩ riêng mà chúng ta ai ai cũng không giống nhau cả. Tôi và bạn đều như nhau, có một điểm khác nhau là chúng ta có nhiều thứ chúng ta phải suy nghĩ.
người này và người kia và người này muốn thực hiện những công việc này và việc kia. Còn mình thì muốn được bằng những cái mình yêu thích mình và mình mến nó, mình quyết định làm những gì vì nó. Thì tới đoạn này cũng may rồi. Cảm giác thật sự rất mình hồi hộp và lo lắng khi xem lại những đoạn này. Vì tốc độ chạy của mình chỉ chạy được cho phép chạy khoảng 30-40. Tầm nhìn khuất trong đêm tối làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát của chúng ta. Nếu như mình biết mình lắp đèn điện sáng thì tốt biết bao. Nhưng mình sợ lắp đèn điện sáng thì cũng có thể gây nhiều phiền hà. Thứ nhất, đối với những người đối diện mình cũng sẽ chói. Mình thấy có nhiều anh em sử dụng đèn trợ sáng mà đi trong khu đô thị, khu dân cư mà vẫn bật đèn trợ sáng. Mình không hiểu những con người như thế này, họ có nghĩ đến người khác không? Chung đèn trợ sáng thì nó tốt thôi, nhưng mà phải chúng ta phải mất bắt và bật địa điểm nào xa khu dân cư. Đến đoạn này còn một đoạn nữa thôi anh em ạ. Mình cố gắng chạy với tốc độ chậm, không thể chạy nhanh được bởi vì nó, bởi vì chiếc xe của mình không cho phép mình chạy nhanh. Và trong cái suy nghĩ trong đầu của mình là nếu như lỡ như mình có chuyện gì thì mình không thể nào. Còn phía sau mình còn người thân, gia đình, bạn bè của mình nữa, công việc của mình nữa, nên mình quyết định đi từ từ. Thì đèn chiếu sáng nó sẽ, khi mà ban đêm thì những cái vạch kẻ đường nó thật sự rất là sáng luôn. Lâu lâu có vài chiếc xe chạy ngang qua. Thường thường mình hay nói mà hay lặp lại những lần nhiều từ, bởi vì cái cách suy nghĩ, cách nói của mình không có sáng tạo. Cách nói của mình thực sự rất là ấp úng. Nhiều khi mình muốn thay đổi nói nhưng mà thực sự không thay đổi được. Và có lúc mình lại nghĩ trong đầu mình tại sao nữa. Hy vọng tất cả các anh em, là chúc tất cả anh em có nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc. Tới đoạn này là đến địa phận của tỉnh Khánh Hòa rồi, mình rất là mừng lắm luôn. Tới đây khoảng 9 giờ mấy rồi, 9 giờ 15, 9 giờ 20 gì đó. Mình không nhớ rõ nữa. Đây là khu dân cư. Xuống của đoạn này có một cái cầu. Xin chào quý khách. Thì mỗi năm, mỗi khác, mỗi con đường nó sẽ sửa chữa lại cho chất lượng tốt hơn, đảm bảo hơn, chạy xe được nhanh hơn. Thì mình rất là mừng lắm luôn, bởi vì mình đã đi tới địa phận tỉnh Khánh Hòa sau một quãng đường chạy xe. Cảm giác với cảm giác lo sợ là ôm. Đây là thuộc khu dân cư rồi. Thật sự rất là thót tim các anh em ạ. Khi mà đi đêm có một mình không an toàn nữa. Thì các anh em có thể nhìn thấy là cái đèn của mình khi dừng lại nó sẽ nháy, bởi vì cái đèn nó
quê của mình nó tới đoạn này nè, nó hết rồi, nó sắp hết rồi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video.